Bây giờ Sơn Thủy Tiên nào nhỉ? Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Hôm nay em lên cho các bác những giò lan dáng hương nuôi chồn nhá. Đây là hai cây nha, hai cây nha, ba cây nha. Có ba cây chồn như thế này các bác nhá. Ba cây chồn như thế này em bán cho các bác với giá là 150.000 nha. 150.000 nha, quả năm ngoái đây là vụ vừa rồi nha. Đấy, ra được 3 quả. 150.000 nha, cho giò số 1 nha. Số 2 này các bác này. Ba cây chồn này thì cây chồn to nha. Như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là, đây cây bé này nó cũng có hoa năm vừa rồi này. Đó. Vẫn có hoa nha. Đây. Cây nào có hoa luôn. Giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 180.000 nha. 180.000 nha các bác nha. Cho giò số 2. Số 3 này. Cái cây này thì lại nó lại xếp đẹp hơn nha các bác nha. Cây này xếp đẹp hơn. Đấy, hoa dài nhiều nghễu luôn này. Đây. Đấy. Giò này thì em bán cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha các bác nha. Cho giò số 3. Số 4 này các bác này. Một cái giò hài này. Đấy, đẹp không? Cái viền bình thường thì nó không được tròn như này nha các bác nhá, không được tròn như này nha. Cả cái lưỡi ở dưới này thế. Đó. Nó không được tròn đâu. Hai đuôi công nha các bác nhá. Trồng ở được một cục gỗ lu nha. Đó. Không biết là lu gì đâu. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.200.000 nha. Độc lạ nha. Cho giò số 4. Số 5 này. Một giò Sơn Thủy Tiên này các bác này. Dân nó bảo họng đen như em chưa chắc cái gì cả. Chưa chắc nha các bác nha. Một cái giò Sơn Thủy Tiên họng sơn, em cứ bán sơn thường đi nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 3.000.000 nha. 3.000.000 nha. Một giò Sơn Thủy Tiên nha. Nó lá nó 7-8 lá luôn, 9 lá luôn. Nên là hoa nó sai nha các bác nha. Đây này, tiếp tục số 6 này. Cái này là trúc Phật Bà nha các bác nha. Trúc Phật Bà nha. Đó, một giò trúc Phật Bà như thế này. Em bán cho các bác với giá là 270.000 nha. 270.000 nha. Cho một giò trúc Phật Bà như thế này nha. Cho giò số 6. Số 7 này các bác này. Có 5 cây chồn như thế này. 5 cây chồn như thế này. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.400.000 nha các bác nha. 1.400.000 nha. Cho giò số 7. Đây tiếp tục nha. Giò chuỗi ngọc nha các bác nha. Một giò chuỗi ngọc nó to như thế này. Chậu này là chậu 20 nha các bác nha. Một giò chuỗi ngọc như thế này em bán cho các bác với giá là 280.000 nha. Chuỗi ngọc nha. Nốt ngày hôm nay cho có khi treo hết ra lên trên đồi thôi các bác ạ. 280.000 nha các bác nha.
cho giò số 8, số 9 này, một giò to như thế này các bác này. Chuỗi ngọc nếu mà to như thế này thì các bác nhìn nó đã luôn nha các bác nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 300.000 nha, chuỗi ngọc nha, chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc thì chỉ có hàng Lào về thôi nhé, chứ không có hàng ở đâu khác đâu các bạn. Cho giò số 9. Số 10 này. Một cái cây trồn nó to như thế này mà một mẹ hai con các bác nha. Một mẹ hai con. Mà em bán cho các bác với giá là 850.000 nha các bác nha, 850.000 nha. Cho giò số 10. Số 11 này. Chất lá, chất cây này các bác này. Nó đẹp như thế này mà bán 800.000 mà không trôi thì chịu luôn. Các bác nhá. Một cái cây chồn nó lá nó đẹp như thế này, 800.000. Cho giò số 11. Số 12 này các bác này. Một cái giò trồn như thế này các bác. Đã chưa? Đấy. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, tám cây. Tám cây nhá. Đoạn em sẽ cho cái chậu 40 vào đây cho các bác nhá. Cái chậu gỗ 40 nhá. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.300.000 nha. 1.300.000 nha. Cái chậu này chỉ là chậu nhôm thôi. Em cứ thế em đặt vào để cho các bác về các bác sẵn chăm thôi nha. 1.300.000 nha. Cho giò số 12. Đây, một cái giò cáo lai châu này, lá gần nha các bác nha, lá gần nha. Một cái cây cáo nguyên bản như thế này, em bán cho các bác với giá là 180.000 nha. 180.000 nha, các bác về các bác cưa, các bác đặt vào chậu cũng ok nha. Đấy, cưa đặt vào chậu cho nó đứng như này được, hoặc đặt như thế này để nó lướt lên được nha. 180.000 cho giò số 13. Số 14 này các bác này. Mẹ thì chết rồi nhưng con thì đang mồ côi các bác này. Con thì đang mồ côi. Có 6 con luôn nha các bác nhá. Một con này, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con. 6 con nó đang bị mồ côi này. Nên là bác nào lấy thì lấy thôi nha. Em bán cho các bác với giá là 300.000 nha. 6 con cáo mồ côi nha. Cho giò số 14. Số 15 này các bác này. Số 15 nha các bác nha. Trầm nha. Trầm này là trầm tím Điện Biên nha các bác nha. Một giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha các bác nha. Cho giò số 15.
Số 16 này, cái thân kèn này đã được 60 sen nha các bác nha. Thân kèn này nguyên bản từ rừng này. Nguyên bản nha, từ rừng nha. 60 sen. Một cái cây kèn như thế này em bán cho các bác với giá là 300 nghìn nha. 300 nghìn nha. Như này nha, 300 nghìn nha. Cho giò số 16. Số 17 này. Một cây này, hai cây này. Đây có hai con ở trong này nữa. Và ba cây này. Đó. Cây chất lá rất đẹp nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 270.000. 270.000 nha các bác nha. Cho giò số 17. Số 18 này. Bốn cái ngọn hạc vĩ nha. Bốn ngọn hạc vĩ như thế này nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 70.000 nha. Cho giò số 18 nha. Đây nha. Giò số 19 này. Một cái giò cáo nha. Cáo nguyên bản từ rừng nha. Đây các bác nhìn chất lá chưa. Ngắn nha. Đây lá này. Được 20 sen rồi. Đấy. 10 cặp lá nha. 10 cặp lá các bác nha. Em bán cho các bác với giá là 1.200.000 nha. Lá này chỉ được 5 sen thôi nha. 5 sen thôi. Không được to hơn đâu ạ. Nguyên bản từ rừng. Em đúc cái dớn vào đây thôi. Để cho nó đỡ. Xong rồi em cho phân. Các bác cho phân vào trên này là ok nha. Đấy. Cho giò số 20. Giò số 19 nha các bác nha. Giò số 19 là 1.200.000. Số 20 này các bác này. Một thân này. Lá mít chưa các bác? Lá mít nha. Hai thân, ba thân thôi. Được có ba thân hoa rồi nha các bác nhá. Như nó dài này các bác này. Đấy. Nó dài hơn 1 mét ấy. Nó vẫn còn đang chạy ngọn này. Em bán giò này cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. Cái dòng này ấy. Lá mít nên là bọn em phải mua cao lắm. Ba thân này này, 200.000. Nha các bác nha. Cho giò số 21. Số 20 nhá. Số 21 này các bác này. Số 20 là 200.000. Số 21 là cây nhạn này này. 100.000 nha. Hoàng nhạn tháng 4 nha. Chưa ra hoa lần nào nên là gọi là nhạn tháng 4 nha. 100.000 nha. Cho giò số 21. Số 22 này. Đấy, số 22 nha. Như thế này. Hoàng thảo u lồi nha. Em bán cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 nha. Một thân hoa, hai thân hoa, ba thân hoa, bốn thân hoa, năm thân hoa, sáu, bảy, tám, chín, mười. Mười thân ra được hoa nha. 500.000 nha. Cho giò số 22. Số 23 này, một thân kèn này, một thân ngắn này là được 15 sen nha.
2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân. Năm ngoái là hoa tím đậm luôn đấy nhá các bác nhá. Nguyên bản từ rừng. Như cái này gỗ nó đã mục rồi nhá các bác nhá. Gỗ nó đã mục rồi. Các bác về các bác đặt vào chậu cho em là ok nhá. Một giò kèn như thế này, 5 thân và có 1 kỳ, 2 kỳ. Đấy. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu nhá. 1 triệu nhá. 200 nghìn một thân thôi. Mà 2 kỳ này là tặng nhá. Cho giò số 23. Số 24 này. Một giò Phú Thọ lá mít như thế này. Đấy. Nó dài được hơn 1 mét rồi nhá, 1 mét rồi nhá các bác nhá. Đây này. Nó lên đến đây này. Đấy, lên đến bụng em rồi. Giò như thế này nhá. Em 5 thân hoa năm tới nhá, 1 2 3 4 5, 5 thân luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 850 nghìn nhá. 850 nghìn nhá các bác nhá. 5 thân luôn. Thân nó đều đều nhau là cứ 90 đến 1 mét nhá. Cho giò số 24. Số 25 này, một ngọn quế nhá. Ngọn quế xếp đẹp này. Lá siêu đẹp luôn, dày này. Đấy. Một ngọn quế này. Cái ngọn này là dáng hương tam bảo sắc này. Và ngọn này cũng là dáng hương tam bảo sắc này. Lá cái này nó chỉ được 5 sen thôi nhá các bác nhá. Gần cũng phải ngót 5 sen luôn cái lá tam bảo sắc như này, gần 5 sen luôn. Đấy. Một giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 500 nghìn nha. 500 nghìn nha các bác nha. Cho giò số 25. Số 26 này. Dáng hương tam bảo sắc nha. Dáng hương tam bảo sắc nha. Một giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 100.000 nha, 100.000 nha. Cho giò số 26. Số 27 này. Một giò chồn nó dài được tầm 1m3, 1m4 gì đấy. Cây đây nha. Đó. Như này. Có hai ngọn tam bảo sắc như này. Em bán cho các bác với giá là 800 nghìn nha. 800 nghìn nha. Đây, cao như thế này này. Đấy, em đặt chạm đất rồi đấy. Đây nha. 800 nghìn nha. Số 2 800.000 cho giò số 27 nha các bác nhá. Số 28 này. Một cây dáng hương tam bảo sắc như thế này, dài như thế này, cao được 60 cm rồi. Và có hai con rồi nha, hai con này nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha các bác nhá. Năm ngoái thì nó mới lên được đến đây thôi. Như năm nay nó lên được 3 cặp lá rồi. Hơn 3 cặp lá rồi. Nguyên bản nha các bác nha. Em đặt vào chậu thôi. 600 nghìn cho giò số 28. Số 29 này. Cái giò kim điệp xuân nha các bác nha, kim điệp xuân nha. Một giò kim điệp xuân như thế này em bán cho các bác với giá là 270.000 nha.
270.000 nha. Cái gỗ này cao được 30 cm này. Đấy, để các bác tưởng tượng ra nhá. Cho giò số 29. Số 29 cũng là số cuối của em nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác nhá. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Em vẫn là Hà ở thành phố Lai Châu ạ.